À, đấy có con chim này. Đi lên là đi xuống là cực kỳ. Ở làn xe kia cũng có nhiều một xe quân đội đứng canh gác này. Ở đây nó bán mấy cái cục Celano à, đùi thì heo xông khói à, ngon không? Ở đây rất nhiều cửa hàng nó bán cái đồ lưu niệm. Bên này nó bán rất nhiều túi sắp á, túi sắp da thiệt á. Spaghetti. Spaghetti. Họ tới rồi nè. Nãy giờ tìm vàng không thấy, giờ mới tới. Thank you.
trời nó hơi tối này, mới 3 rưỡi chiều rồi mà trời nó hơi tối. Hôm nay trời mưa vu ám rồi. Ở trong này người ta để mấy cái triển lãm cho khách du lịch tham quan. Ở đây có con chó đẹp không? Wow. Thành phố Vatican về đêm này đẹp không? Con chó này đẹp không? Wow. Chủ nó gọi nó cái nó quay lại, nó chạy đi cái chủ nó gọi nó chạy quay quay lại. Chó khôn không? Vatican nó lên đèn thì đẹp không? Ở đây có những người làm hè này, đó. Đứng chụp hình. Bây giờ trời hết mưa rồi nhá. Trời hết mưa. Việt Nam. I remember you. I know. No, no. Thank you. The table. Against the drugs. No. Thank you. Thank you.
trời nó hết mưa rồi, 4:30 rồi, trời hết mưa rồi, cho nên khách du lịch người ta ra ngoài đây người ta chụp hình. Đường đi thẳng vô trong kia là lối chính vô tòa thánh Vatican nè. Bây giờ mình sẽ băng qua đường đi vô trong kia coi.